Cẩm Tú Minh chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 17 tháng 9 năm 2024 của báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của báo Thanh Niên. Mời quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Hôm qua 16 tháng 9, quân đội Nga thông báo giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng của tỉnh Kursk thuộc miền Tây nước này và xem đây là minh chứng cho chiến dịch phản công diễn ra hiệu quả trước quân Ukraine. Hai ngôi làng được đề cập trong báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga là Uspendovka và Borki. Hai nơi này cách nhau khoảng 20 km giáp với tỉnh Sumy của Ukraine. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng nước này đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của Ukraine ở Kursk. Một chỉ huy cấp cao Nga tuần trước cho hay quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 10 khu định cư, còn Ukraine nói đang nắm trong tay khoảng 100 ngôi làng ở Kursk, trải rộng trên diện tích hơn 1.300 km2. Trong nỗ lực cản trở cuộc phản công của Nga, Ukraine đã tấn công quận Glushkovsky, mở một mặt trận mới ở Kursk với hy vọng sẽ chuyển hướng sự chú ý của Nga. Trong khi đó, lực lượng Nga thông báo tiếp tục tiến quân về phía đông Ukraine đến Pokrovsk, một trung tâm đường sắt và hậu cần quan trọng của quân đội chính quyền Kiev. Việc kiểm soát thành công Pokrovsk sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng cho Nga trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ Donetsk. Ukraine chưa bình luận về diễn tiến liên quan đến Pokrovsk. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định chiến dịch xâm nhập vào khu vực Kursk mà Kiev thực hiện là nhằm làm chậm bước tiến của Nga tại miền đông Ukraine và kế hoạch đó đã mang lại kết quả mong muốn. Tuy nhiên, các binh sĩ Ukraine chiến đấu ở khu vực này cho biết tình hình không còn dễ dàng như trong tuần đầu tiên và tỷ lệ thương vong tại đây đã tăng lên đến mức tương tự như tại các mặt trận khác. Cuộc phản công của Nga tại vùng Kursk đang diễn ra, và trong khi Tổng thống Ukraine cho rằng tình hình diễn biến đúng kế hoạch, thì binh sĩ nước này có cái nhìn thực tế kém lạc quan hơn. Cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine hồi đầu tháng 8 đã khiến Nga choáng váng, giúp lực lượng Kiev kiểm soát hàng chục khu định cư trên diện tích lãnh thổ lên đến hơn 1.000 km2 ở vùng Kursk. Nhưng ngay từ đầu, giới quan sát đã nhận định rằng sẽ rất khó nếu Ukraine muốn giữ những gì đã giành được. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 13 tháng 9 thừa nhận Nga đã bắt đầu phản công và cho biết Moscow có ý định triển khai 60.000 đến 70.000 quân ở khu vực Kursk. Nhưng ông trấn an rằng các đơn vị Ukraine ở đó vẫn đang trụ vững và Nga chưa đạt được thành công đáng kể nào. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thiếu tướng Pat Ryder hôm 12 tháng 9 nói các hoạt động tấn công của Nga ở Kursk là không đáng kể. Theo đánh giá của Mỹ, Nga sẽ cần tới khoảng 20 lữ đoàn, tức khoảng 50.000 binh sĩ để đánh bật quân Ukraine khỏi vùng Kursk. Các thông tin thực địa ít ỏi cho thấy Nga điều một số đơn vị tinh nhuệ như trung đoàn Dù 51 tham gia phản công ở Kursk hôm 12 tháng 9. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW đánh giá rằng lực lượng Nga ở Kursk không có nhiều đơn vị có kinh nghiệm chiến đấu. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy lực lượng Nga có thể đang tìm cách chia cắt các đơn vị Ukraine ở Kursk trước khi bắt đầu hoạt động phản công quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky tin rằng chiến dịch ở Kursk vẫn diễn ra đúng kế hoạch và mang lại kết quả mong muốn là làm chậm bước tiến của Nga tại miền đông Ukraine. Thành thật mà nói, điều đó đã mang lại kết quả mà chúng tôi mong đợi. Ở khu vực Kharkiv, đối phương đã bị chặn lại. Bước tiến của Nga ở khu vực Donetsk đã bị chậm lại. Mặc dù ở đó rất khó khăn và tình hình không hề tích cực, họ buộc phải đưa lực lượng từ những hướng khác, ban đầu để chuẩn bị cho mặt trận ở phía Bắc, giờ phải đưa đến hướng Kursk. Đó là những gì đã xảy ra. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 13 tháng 9 tuyên bố đã giành lại 10 làng trong tổng số 100 làng mà Ukraine đã kiểm soát. Theo đài CNN, các binh sĩ Ukraine tham gia tấn công Kursk mà đài này phỏng vấn đều cho rằng tình hình tại Kursk đang trở nên khó khăn hơn. Tất cả họ đều nói tỷ lệ thương vong đang ở mức tương tự như các vùng khác trên tiền tuyến. Một số người hoài nghi về quyết định triển khai chiến dịch trong khi Ukraine đang vất vả phòng thủ các khu vực quan trọng tại miền đông. Khi hoạt động quân sự của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga bước sang tháng thứ hai, trọng tâm chiến dịch ở vùng Donetsk dần chuyển sang thành phố Pokrovsk. Tình hình chung ở mặt trận này vẫn rất khó khăn, hai bên giao tranh không ngừng nghỉ. Pokrovsk nằm trên một con đường quan trọng được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác ở vùng Donetsk. Việc kiểm soát thành phố được coi là cửa ngõ vào Donetsk sẽ cho phép Nga phá vỡ các tuyến tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông, từ đó có thể kiểm soát toàn bộ Donetsk. Theo The Kiev Independent, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 16 tháng 9 ký sắc lệnh thành lập nhánh mới của các lực lượng vũ trang, tập trung sử dụng các hệ thống không người lái. Ông Zelensky lần đầu công bố kế hoạch thành lập lực lượng hệ thống không người lái từ tháng 2, nhấn mạnh tầm quan trọng của drone trên các mặt trận Ukraine. Phó Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Vadim Sukharevsky được chỉ định làm tư lệnh của binh chủng trẻ tuổi nhất của quân đội Ukraine.
lực lượng hệ thống không người lái ra đời nhằm cải thiện công tác của Ukraine liên quan đến các thiết bị không người lái, thành lập những đơn vị đặc nhiệm, cải tiến quá trình sản xuất, huấn luyện và chế tạo những phương tiện không người lái mới. Sự khai sinh của lực lượng mới được triển khai sau khi quân đội Ukraine cho hay đã thành công trong việc phát triển và sử dụng những dòng drone trên không, trên biển và trên mặt đất cho các mục đích trinh sát, tác chiến và những nhiệm vụ khác trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu thiết bị không người lái trong năm nay, bên cạnh hàng ngàn hệ thống không người lái khác do các đối tác nước ngoài viện trợ. Trong khi đó, ở phía ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng vừa ban hành một sắc lệnh mới, qua đó mở rộng quy mô quân đội thường trực lên 1,5 triệu người. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16 tháng 9 ra lệnh mở rộng quy mô quân đội thường trực lên 1,5 triệu người, tăng 180.000 người so với trước đây. Cụ thể, theo sắc lệnh được công bố trên website của Điện Kremlin, ông Putin quyết định tăng quy mô của các lực lượng vũ trang lên 2,38 triệu người, trong số này 1,5 triệu quân nhân tại ngũ. Vào thời điểm sắc lệnh chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12, Nga sẽ vượt qua Mỹ để trở thành quân đội lớn thứ hai thế giới. Đứng thứ nhất là Trung Quốc với hơn 2 triệu quân thường trực. Đây là lần tăng quân thứ ba kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Hai đợt trước lần lượt vào tháng 8 năm 2022 và tháng 12 năm 2023, quân đội Nga tăng thêm 137.000 và 170.000 người lên 1,15 triệu và 1,32 triệu binh sĩ. Bên cạnh đó, từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2022, Nga động viên hơn 300.000 binh sĩ. Theo TASS, Điện Kremlin cho hay vẫn chưa có kế hoạch động viên đợt mới, nhưng chính phủ sẽ tiếp tục dựa vào cơ chế tuyển quân theo hợp đồng để duy trì số lượng cần thiết tham gia chiến dịch đặc biệt. Khi Tổng thống Putin tăng số lượng quân Nga hồi tháng 12 năm 2023, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích rằng động thái là kết quả của cuộc chiến ủy nhiệm do phương Tây tiến hành chống lại Moscow. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố vào thời điểm đó rằng việc mở rộng quy mô quân đội sẽ được thực hiện thông qua những công dân tự nguyện muốn phục vụ theo hợp đồng. Bộ này cũng giải thích rằng quyết định tăng quân số là do mối đe dọa từ việc NATO tiếp tục mở rộng và tăng cường hiện diện quân sự dọc theo biên giới Nga. Bộ Quốc phòng Nga viết, việc tăng thêm sức mạnh chiến đấu và số lượng quân đội là một phản ứng thích hợp đối với các hoạt động hung hăng của khối NATO. Báo The Times mới đây trích dẫn các nguồn tin xác nhận Anh sẽ không tự mình hành động liên quan đến việc cho phép Ukraine dùng tên lửa Storm Shadow để tấn công các mục tiêu ở Nga. Các nguồn tin cho biết hệ thống dẫn đường cho tên lửa của Mỹ đóng vai trò quyết định trong vấn đề này. Vì vậy, Anh sẽ không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa chống lại các mục tiêu ở Nga nếu không có sự đồng ý của Mỹ. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi London và Washington vượt qua sợ hãi để thể hiện quyết tâm về vấn đề này. Năm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng đã kêu gọi Thủ tướng nước này là ông Keir Starmer tự mình hành động vì sự chậm trễ sẽ chỉ khiến Nga trở nên táo bạo hơn. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết quyết định có cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga hay không sẽ tùy thuộc vào từng đồng minh. Ông cũng nhấn mạnh rằng luôn có rủi ro trong chiến tranh, nhưng rủi ro lớn nhất đối với châu Âu là chiến thắng của Nga tại Ukraine. Thưa quý vị, như truyền hình báo Thanh Niên ngày hôm qua có đề cập, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lại là mục tiêu của một âm mưu ám sát mới. Nghi phạm đã bị bắt giữ khi chưa kịp nổ phát súng nào, và người này được xác định là đã có nhiều hoạt động ủng hộ Ukraine. Chính vì vậy mà đã có nhiều đồn đoán cho rằng chính quyền Ukraine có liên quan đến vụ ám sát hụt này. Sau đó, Kiev đã nhanh chóng có phản hồi về các nghi vấn trên. Hôm 16 tháng 9, Ukraine đã phủ nhận có liên quan đến một người bị cáo buộc mưu toan ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi xuất hiện thông tin nghi phạm là người ủng hộ Ukraine và từng tuyên bố muốn tuyển dụng tình nguyện viên nước ngoài đến nước này chiến đấu. Tôi nghĩ rằng mọi người trên toàn cầu nên được khuyến khích đến đây và ủng hộ người Ukraine, ủng hộ quân đội. Hôm 16 tháng 9, chính phủ Ukraine đã phủ nhận bất kỳ liên hệ nào với người Mỹ bị cáo buộc mưu toan ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bình luận của Kiev được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin nghi phạm Ryan Roof đã đến Ukraine với hy vọng tình nguyện nước này chống lại Nga. Tôi biết rất nhiều cuộc xung đột khác là khó phân biệt, nhưng cuộc xung đột này chắc chắn là rõ ràng đen trắng giữa thiện và tà. Trong cuộc phỏng vấn do Newsweek thực hiện năm 2022, ông Roof nói ban đầu ông hy vọng sẽ chiến đấu nhưng đã bị từ chối vì tuổi tác và thiếu kinh nghiệm quân sự. Mục tiêu ban đầu của tôi là đến và chiến đấu. Sau đó ông đã thay đổi mục tiêu, chuyển sang tuyển mộ những người khác đến tham chiến. Nếu bạn muốn chiến đấu, hãy đến đây gặp tôi và tôi sẽ đưa bạn vào một đơn vị để bạn có thể chiến đấu.
Cơ quan mật vụ Mỹ hôm 15 tháng 9 cho biết đã ngăn chặn được vụ việc mà FBI xem là mưu toan ám sát rõ ràng ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, và đó là âm mưu thứ hai trong vòng 2 tháng. Cơ quan mật vụ cho biết các đặc vụ đã đi cùng ông Trump trên sân golf vào hôm 15 tháng 9, và một người phát hiện được một nòng súng nhô ra từ bụi cây gần rìa sân. Các đặc vụ đã nổ súng và tay súng đã bỏ lại súng trường để chạy trốn bằng một chiếc xe màu đen. Các cảnh sát ở quận Martin gần đó đã chặn bắt được nghi phạm. Vậy là anh đang làm việc với quân đoàn quốc tế? Đúng vậy. Và anh đang cố thuyết phục mọi người giúp đỡ, quyên góp và tham gia? Đúng vậy. Hàng trăm người không phải người Ukraine đã chiến đấu chống lại lực lượng Nga, nhưng quân đoàn quốc tế nơi tuyển mộ nhiều tay súng như vậy cho biết họ không có liên hệ gì với ông Ruf. Một quan chức của quân đoàn nói với CNN rằng ông Ruf đã gửi email đề nghị tuyển dụng tình nguyện viên nước ngoài, nhưng quân đội Ukraine cho rằng ông ta ảo tưởng và không coi trọng lời đề nghị đó. Các quan chức Ukraine cho biết họ không liên quan gì đến nghi phạm bưu sát ông Trump. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông rất vui khi nghe tin ông Trump vẫn an toàn. Ông Zelensky nhấn mạnh không có chỗ cho bạo lực trong chính trị ở bất cứ đâu. Ukraine hôm nay cho biết lực lượng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng ở vùng Sumy, đông bắc Ukraine, cắt điện ở một số quận và buộc chính quyền phải sử dụng hệ thống điện dự phòng. Cuộc tấn công đã gây thiệt hại ở các quận Kunotop, Okhtivka và Sumy, cũng như các cơ sở hạ tầng quan trọng đang sử dụng hệ thống điện dự phòng. Các cơ sở cung cấp nước Sumy cho hay cuộc tấn công đã gây cắt điện vào ban đêm, khiến cho họ phải chuyển sang nguồn cung cấp điện khẩn cấp. Quyền thị trưởng Sumy Artem Gopza cho biết không có thương vong nào trong thành phố và các công nhân năng lượng đang giải quyết hậu quả của cuộc tấn công. Chính quyền khu vực cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 16 máy bay không người lái UAV trên khu vực này. Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 51 UAV để tấn công đất này qua đêm và đã bắn hạ 34 chiếc trong số đó sau khi hệ thống phòng không hoạt động ở 5 khu vực. Vào tháng 6, Kiev cho biết cần có thêm nhiều hệ thống phòng không để chống UAV, sửa chữa cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo nhu cầu năng lượng cho mùa đông trong lúc nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 0 độ. Trong chuyến thăm Moldova cùng ngày 17 tháng 9, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuyên bố sẽ cung cấp thêm 100 triệu euro viện trợ cho Ukraine vào mùa đông năm nay. Bà Baerbock cho biết trước một hội nghị cấp bộ trưởng tại Chisinau rằng Nga một lần nữa đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến mùa đông với mục đích khiến cuộc sống của người dân Ukraine trở nên tồi tệ nhất có thể. Và bên cạnh đó, thị trường lao động của Ukraine cũng đang bị thiếu hụt nghiêm trọng khi ngày càng nhiều nam giới phải nhập ngũ để chiến đấu. Nhằm giải quyết tình trạng này, nhiều công ty của Ukraine đã phải tuyển dụng thêm phụ nữ, thanh thiếu niên, sinh viên và cả người lao động lớn tuổi. Cô Lilia Sunha đã có được công việc mơ ước sau nhiều năm làm công việc văn phòng mà cô mô tả là nhàm chán, ít vận động. Hiện tại, cô lái xe tải cho Fuji Group, nhà bán lẻ hàng đầu của Ukraine. Dữ liệu của Ngân hàng Trung ương cho thấy Ukraine đã mất hơn 1/4 lực lượng lao động kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Các doanh nghiệp đang dần tuyển dụng nhiều phụ nữ hơn vào các vị trí mà nam giới thường chiếm ưu thế. Tuy nhiên, dịch vụ chăm sóc trẻ em đang thiếu hụt và cô Sunha phải chuyển về sống với bố mẹ để được giúp đỡ chăm sóc hai con còn trong tuổi thiếu niên. Mọi người tò mò và sốc khi nhìn thấy tôi. Tất cả họ đều quay phim tôi bằng điện thoại khi tôi giao hàng hoặc là chất hàng lên xe tải. Họ chụp ảnh tôi, dù là người qua đường hay những người khác. Họ đều sốc. Chẳng mấy chốc sẽ có nhiều người như chúng tôi hơn và mọi người sẽ không còn sốc nữa. Chẳng mấy chốc, việc phụ nữ làm những nghề như thế này không còn là chuyện lạ. Khi đó mọi người sẽ để tôi yên. Hàng triệu người Ukraine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã ra nước ngoài và hàng vạn nam giới đã được huy động vào quân đội. Reuters đã nói chuyện với đại diện của chính công ty Ukraine. Tất cả đều nhận thấy thách thức lớn trong tình trạng thiếu hụt nhân viên cũng như sự không phù hợp về kỹ năng ngày càng tăng. Tại vùng nông nghiệp phía nam Mykolaiv, những người phụ nữ như cô Maria Korolenko đang được đào tạo để trở thành người lái máy kéo cũng như tài xế xe điện và xe tải, thợ mỏ than, nhân viên bảo vệ và công nhân trong coi kho hàng. Tôi hiểu rằng tôi cần phải làm việc như thế nào, không chỉ vì tôi và không chỉ vì gia đình tôi. Ngay bây giờ thật không may những người đàn ông đang đi lính, ngày càng có nhiều người trong số họ được huy động. Điều đó thật khó khăn. Bây giờ chúng tôi làm tất cả những công việc mà những người đàn ông từng làm. Khi chiến sự kết thúc, khi chúng tôi chiến thắng, những người đàn ông sẽ trở về và cho chúng tôi nghỉ lễ. Các doanh nghiệp đã tăng lương và đang tuyển dụng thêm người về hưu và thanh thiếu niên. Công ty Vodafone cũng cố gắng thu hút thêm nhiều người trẻ tham gia. Ngay lúc này, chúng tôi đang cảm thấy thiếu hụt nhiều hơn trước.
Nếu chúng ta xem xét các con số từ năm ngoái, khoảng 40% chuyên viên của chúng tôi đã rời khỏi các cửa hàng. Vì vậy, chúng tôi đang cảm thấy thiếu hụt lực lượng lao động trên thị trường. Chính phủ và các đối tác nước ngoài đã triển khai một số chương trình để giúp người dân Ukraine nâng cao kỹ năng, nhưng các nhà phân tích dự đoán cuộc khủng hoảng việc làm sẽ tiếp diễn và cảnh báo rằng nó có thể gây nguy hiểm cho quá trình phục hồi hậu xung đột. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVKF trong một báo cáo hôm qua nhận định Ukraine đã có những bước đi để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực cho quân đội. Tuy nhiên, sự chậm trễ và thiếu hụt trong viện trợ quân sự của phương Tây đang tiếp tục hạn chế khả năng của Kiev trong việc thành lập các đơn vị chiến đấu hiệu quả có khả năng bảo vệ các khu vực quan trọng và tham chiến tại các vùng giao tranh. Theo ISVKF, quân đội Ukraine đã phần nào khắc phục được tình trạng thiếu hụt đạn pháo bằng cách sử dụng máy bay không người lái, nhưng như vậy là không đủ để bù đắp cho nhu cầu chiến thuật của pháo binh truyền thống. Ukraine cũng đang nỗ lực tăng sản lượng xe bọc thép, bao gồm cả xe bọc thép chở quân, bắt đầu từ năm 2022. Tuy nhiên, hiện không thể sản xuất xe tăng hoàn chỉnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật tình hình các điểm nóng xung đột thế giới ngày 17 tháng 9 của Báo Thanh Niên. Cẩm Tú xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại các nền tảng của Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để chú ý đón xem. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.